Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chơi solo bài Romance. Các bạn có thể lấy đàn ra. Việc đầu tiên là chúng ta cần phải tune dây cho nó thật là chuẩn đã. Bài này chơi trên mi thứ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bấm vào phím số 7 tương ứng với cả nốt C. Và cái dây trầm chúng ta sẽ gảy mi cùng một lúc. Sau đó cứ một nốt giai điệu ngân lên là chúng ta sẽ chèn vào dây C với cả dây son. Thì nó sẽ tạo thành một cái tổ hợp 1 2 3. Sau đó là chúng ta quay trở về 1 2 3. Thì các bạn nhìn thấy ở trên này là chúng ta sẽ thấy khu nhạc đầu tiên, khu nhạc thứ hai thì nó sẽ là sang khu nhạc thứ hai. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ bắt đầu chơi bằng ngón út nhé. Vừa chơi vừa rung rung một tí để cái âm thanh nó ra nó hay hơn. Sau đó chơi ngón số 2. Sau đó các bạn rút tay về. Khu nhạc số 4. Đấy, thì nó cứ đi đều như thế. Thì các bạn khi mà nhìn tab ở phía trên này, các bạn sẽ thấy là 7777533200 ở cái dây đầu tiên ấy thì nó là tương ứng với cả giai điệu. Còn nếu mà nốt nhạc mà nó thì là si 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 la son son fa mi mi ti ti. Thì chúng ta tiếp tục với cả khu nhạc từ số 5 trở đi. Số 6. Để ý cái ngón tay của mình di chuyển nhé. Ngón út này. Vẫn ngón út. Ngón số 2. Sau đó kéo toàn bộ cái ngón tay này về. Cho cái ngón út bấm vào vị trí số 8 tương ứng với cả nốt đô. Sau đó chúng ta vào khu nhạc tiếp theo. Vào la thứ là chặn phím số 5. Các bạn để ý là cái ngón cái của mình bây giờ là chúng ta chơi dây trầm dây la chứ không phải là dây mì nữa, dây la. Làm lại nhé. Đấy, hai ngón này. Để chúng ta vào khu nhạc tiếp theo, khu nhạc số 9, chúng ta sử dụng toàn bộ cái ngón trỏ chặn phím số 7 là vào hợp âm si trường. Nó có dạng như sau, các bạn nhìn cái dạng tay của mình nhé. Các bạn đánh. Sau đó chèn cái ngón số 3 này. Bấm. Nhả ra. Sau đó dùng cái ngón út bấm vào phím số 11. Đoạn này hơi khó một tí bởi vì là ngón tay ai mà không quen ấy thì các bạn sẽ rất dễ bị gặp chuột rút ở cái ngón cái ở phía dưới này, bởi vì những người chơi guitar mới ban đầu sẽ rất là mỏi tay. Tiếp tục này. Sau đó quay trở về, lại quay trở về ngón út. Chúng ta vào khu nhạc số 13. Cái thế tay của chúng ta phải bấm như sau: pha thăng, la, với cả xì, đánh để hợp âm C7. Vào tiếp. Dùng ngón út bấm vào son. Bỏ ra. Và cái ngón này bấm vào đây. Bỏ tất cả ra. Được mi thứ. Vậy là chúng ta đã chơi được phần đầu. Bây giờ mình sẽ chơi lại một lần nhé. Dung. Chuyển. Và đó là xong phần đầu. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2. Sang phần 2 nó hơi khó hơn một chút. Nó chuyển từ mi thứ sang mi trường. Và hợp âm đầu tiên của chúng ta chơi ở khu nhạc số 17 nó có dạng như sau: son thăng, si với cả son thăng. Nó sẽ là tiếp tục. Sau đó là
nhấc ngón này ra để bấm cái nút phá thăng. Đến khu nhạc tiếp theo thì ở đây là có một số cái phiên bản khác nhau. Nếu như các bạn đang nhìn thấy ở cái ở trên thì đó chúng ta đã chơi dây trầm, ở đây là dây la. Ví dụ là có một số phiên bản khác nó sẽ là dây trầm của chúng ta là phá thăng. Thì các bạn tập theo phiên bản nào cũng được nhé, còn chúng ta cứ bám theo một phiên bản để chắc về phần tay đã. Tiếp tục là khu nhạc 21, các bạn bấm C, bấm C. Ở mỗi tội ngón số 3 này, các bạn bấm vào cái nốt đô thăng trên này. Sau đó ngón út bấm vào phím số 11. Tiếp tục là thế tay của chúng ta chuyển sang cái dạng như thế này. Và chúng ta sang khu nhạc số 25. La trưởng. Khu nhạc số 29 lại quay trở về đang từ đây nhá. Dịch toàn bộ cái tay này về luôn. Đoạn này khó nhất này là chúng ta sẽ vào cái hợp âm C7. C7 bấm như sau. Sau đó chặn toàn bộ phím 2. Và về mi trưởng. Ngón út bấm vào son thăng. Bây giờ chúng ta sẽ chơi lại nhé. Đấy. Ngón cái là ngón út nhả ra bấm vào. Tiếp tục đổi thế tay. Vào ngón út bấm lên đẩy đổi thế tay về la trưởng, đổi thế tay về mi trưởng, đổi luôn về mi. Intro. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video phân tích sau.